Rồi xin chào cô chú và quý anh chị đang xem video trên kênh Không Tranh Phượng Hoàng á. Hôm nay giới thiệu cho cô chú và quý anh chị một cái mẫu tranh Long Cuồng Xuân Vầy. Cái mẫu này là cái mẫu mới ha. Thì hiện tại bên xưởng có một cái mẫu video cũ. Cái video cũ á thì của cái hãng DLH á. Cái mã tranh của nó là Y8302. Kích thước của cái mẫu cũ là 1m6, chiều cao là 75, bề ngang là 1m6 ha. Còn cái mã tranh của cái mẫu này nè là VS281, kích thước của nó cũng là 1m6 75 luôn, khung luôn. Thì hai cái mẫu này nó khác vài chi tiết á. Cái mẫu mới này thì nó sẽ nhiều bông hơn và cái cành đào nè. Cái mẫu cũ là màu vàng, còn cái mẫu mới này là màu đỏ. Thì cả nhà mình có thể tham khảo lại cái video cũ ở cái đường thẻ chạy ra trên cái góc này, hoặc là mình sẽ đỡ dưới phần bình luận hoặc phần mô tả đó. Cả nhà có thể tham khảo lại cái video cũ ha. Thì mình sẽ báo giá cái mẫu này, cái giá khung và cái giá đèn cho cô chú và quý anh chị tham khảo. Cái mẫu này là kích thước luôn khung của là 1m60 75. Cái mẫu này là kích thước ở trong lồng tranh của nó là 1m54 bờ ngang, còn chiều cao của nó là 70 ha. Hiện tại bên xưởng đang làm cái mẫu này, cái bản khung của nó là 5 phân. Thì cái giá khung của mẫu này là 540, 5 phân, bản 5 phân. Còn cái giá đèn thì nếu mà làm full chi tiết giống như này, rồng ha, rồi con phụng giống như này, bông hoa mẫu đơn dưới cộng cái bộ đèn viền luôn là 2,5 triệu. Khung riêng, đèn riêng ha cả nhà. Nguyên bộ đèn sáng hết là như thế này, cộng bộ đèn viền. Bộ đèn viền là bộ đèn viền xung quanh khung tranh đó. Thì giá là 2,5 triệu, còn cái khung là 540, bản 5 phân. Toàn bộ cái bộ đèn này là đều cấp điện 220 và đi qua nguồn 12V hết đó cả nhà. Cho nên là cái độ bền của nó là rất là cao. Toàn bộ điện điện ở bên xưởng là toàn bộ là lắp đặt 12V hết. Này là có bộ đèn viền. Bộ đèn viền thì tùy mình lựa chọn, nó có màu trắng hay màu vàng. Thì ở đây khách lựa chọn màu vàng thì mình sẽ lắp màu vàng. Nó có một loại 7 màu nữa ha. Thì nói chung là lắp 7 màu thì vẫn được thôi, nhưng mà nhiều quá này thì lên nó sẽ rối, thì mình sẽ ưu tiên lắp một màu trắng hoặc vàng cho khách. Nếu mà thích khách thích màu nào thì mình sẽ lắp màu đó cho khách. Cái mẫu mới này thì nó khác ở cái mẫu cũ ở vài chi tiết á. Mẫu mới này thì nó sẽ nhiều bông hơn nè, nhiều cái mảng bông hơn, và cái cành đào của nó là nó màu đỏ, còn cái mẫu cũ là nó màu vàng. Rồi bây giờ mình sẽ quay chi tiết cho cả nhà mình tham khảo ha.